tài tử Marvel nguy kịch sau tai nạn dọn tuyết. Jeremy Renner, tài tử nổi tiếng với vai Clint Barton, Hoa Kỳ của vũ trụ điện ảnh Marvel, gặp tai nạn nguy kịch khi đang dọn tuyết. Theo Variety, ngày 1 tháng 1, đại diện của Jeremy Renner xác nhận tài tử gặp tai nạn trong lúc dọn tuyết ở nhà riêng gần núi Yosemite Canyon thuộc khu vực Reno, Nevada, Mỹ. Jeremy đang trong tình trạng nguy kịch nhưng không chuyển biến xấu sau khi gặp tai nạn liên quan đến thời tiết trong lúc dọn tuyết. Gia đình luôn túc trực bên Jeremy và anh ấy đang nhận được sự chăm sóc chu đáo nhất, người này thông tin. Tuyên bố đồng thời viết rằng sau khi gặp nạn, tài tử Hollywood đã được đưa đến bệnh viện bằng máy bay trực thăng. Ino Gazette Journal cho biết khu vực xảy ra tai nạn của Renner ghi nhận tuyết rơi dày sau cơn bão tuyết vào đêm giao thừa, gây ra tình trạng mất điện diện rộng và ảnh hưởng tới khoảng 35.000 hộ gia đình. Người hâm mộ bày tỏ lo lắng cho Renner và ngôi nhà của anh ở đó. Trước thời điểm xảy ra chuyện đáng tiếc, Renner đăng ảnh ngôi nhà trên núi tuyết. Anh cũng nhiều lần chia sẻ video, quay cảnh mình lái xe ủi tuyết và cho hay để di chuyển trên địa hình này là cực kỳ khó khăn. Jeremy Renner sinh năm 1971 tại Mỹ. Gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel năm 2011, Renner được yêu mến khi thủ vai Clint Barton, Hockey từ phim Thor trở về sau. Không những thế, tài tử tạo dấu ấn qua cách diễn xuất đa dạng trong nhiều tác phẩm thành công về mặt thương mại như series Mission, Impossible, Arrive, American Hustle và 28 Weeks Later. Renner từng được đề cử giải Oscar, bao gồm đề cử giải phụ cho The Town và đề cử nam diễn viên chính xuất sắc cho tác phẩm The Hurt Locker. Hiện, Renner đóng vai chính series Mayor of Kingstown sẽ ra mắt mùa thứ hai vào tháng 1. Song song đó, tài tử xác nhận góp mặt trong dự án mới của Disney Plus mang tên Renovations.